Nhà mình tiếp tục hôm nay mua những con cua giống nha mọi người. Cua giống con nha. Nó đang ở trong đây đây. Những con cua con như thế này là một con 2.000 nha mọi người, solo hết nha. Này có chỉ nghề không anh Quân? Trời ơi trời. Bao la đó đi ngoài soi. Có dạy nghề không? Con bự thì bé càng rồi mọi người ơi. Vì để càng đó thì nụ nó sẽ kẹp cái những con cua nhỏ hơn nữa nha. Những con đây, 20. Yên tâm đi, có đếm lộn mà ở trong đây nghe chưa á. Cua dính lưới luôn rồi. Nếu không có ăn gian nghe không? Gian bị ghi âm loại hết rồi đó. Thấy vậy chứ muốn bắt những con cua con này cũng khá là khó khăn nha mọi người. Phải loại bộ mấy cây số đó mới ra được cái mới gần. Rồi phải tìm và bắt những con cua con này nhé. 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai. Thế là xong nha mọi người, 150 con nha.
Đấy, tất cả tụi nó đều ở trong đây hết rồi. Và bây giờ gia đình mình sẽ bắt đầu đem đi thả nó nha. À thôi, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.